Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Hướng về ngày hội đất nước, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đoàn Thanh niên thành phố Cao Bằng đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm tuyên truyền cho người dân ý thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 sắp tới. Trước khi đến với phóng sự tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin về hoạt động của thanh niên toàn tỉnh trong tuần qua. Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Hà Quảng vừa tổ chức chương trình về nguồn chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2021, tuyên dương giáo viên tổng phụ trách đội tiêu biểu giai đoạn 2018-2021 tại khu di tích lịch sử Kim Đồng, xóm Nà Mạ, xã Trường Hà. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử và chặng đường 80 năm phát triển và trưởng thành của lớp lớp thế hệ đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Cùng với thiếu nhi cả nước, phong trào thiếu nhi huyện Hà Quảng có bước phát triển mới với hơn 4.560 đội viên, hơn 5.000 thiếu niên nhi đồng. 45 giáo viên tổng phụ trách tại 21 xã thị trấn đã và đang ra sức chăm lo cho thế hệ măng non với các phong trào như kế hoạch nhỏ, phong trào thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam, cuộc vận động vì đàn em thân yêu, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng đồ dùng học tập, học bổng, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, tập huấn dạy bơi, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích. Đội ngũ phụ trách thiếu nhi, cán bộ đội được tăng cường, chất lượng nội dung sinh hoạt sao nhi đồng được nâng lên. Nội dung sinh hoạt đội được đổi mới phù hợp với nhu cầu của thiếu nhi. Hoạt động đội trong nhà trường được nâng cao. Nhiều năm liền, Hội đồng đội huyện Hà Quảng được Hội đồng đội tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Cao Bằng tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp này, Hội đồng đội huyện tuyên dương 14 giáo viên tổng phụ trách đội có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2018-2021. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên minh STEM, Quỹ khuyến học gia đình cụ Hoàng Văn Tuấn tổ chức chương trình hỗ trợ STEM robot, máy thông minh, bồi dưỡng sử dụng phần mềm lập trình STEM robotics trong các trường trung học phổ thông năm học 2020-2021. Chương trình giáo dục STEM là phương pháp giáo dục phổ thông mới đáp ứng nhu cầu của nền khoa học công nghệ 4.0, được thực hiện cụ thể trong từng môn học như toán, khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học của các cấp học. Năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên và chỉ đạo các trường có thể áp dụng linh hoạt 3 hình thức tổ chức giáo dục STEM, gồm tiếp cận và triển khai dạy các môn khoa học theo bài học STEM, tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM thông qua hình thức câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế trong hoặc ngoài nhà trường và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Tại chương trình, giáo viên của các trường trung học phổ thông đã được giới thiệu về robot giáo dục và hướng dẫn lý thuyết cơ bản, thực hành cách lập trình điều khiển robot bằng hình thức kéo thả, bồi dưỡng sử dụng phần mềm lập trình STEM Robotics. Việc tổ chức các mô hình câu lạc bộ STEM Robot là nội dung không mới, nhưng đối với các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn chưa được ứng dụng. Giáo dục STEM cấp trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng sẽ là bước khởi đầu tạo đà để tiếp tục triển khai mở rộng mô hình STEM robot cho các cấp học, bậc học khác trong tỉnh. Nhân dịp này, Liên minh STEM, Quỹ khuyến học gia đình cụ Hoàng Văn Tuấn đã trao tặng 84 hộp robot và máy thông minh cho các trường trung học phổ thông của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đoàn Thanh niên thành phố đã và đang tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử diễn ra sắp tới. Một ngày ra quân của đoàn viên thanh niên công an tỉnh và đoàn viên thanh niên thành phố Cao Bằng. Mỗi người một công việc, người lưu động bằng xe máy gắn loa, người chở cờ diễu hành, người vệ sinh, trang trí nơi diễn ra cuộc bầu cử. Tất cả hành động ấy nhằm để cho người dân nắm được ngày 23 tháng 5 sẽ là ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy và Thành đoàn Cao Bằng, thì Đảng viên phường Xuân Giang đã
ra ban hành kế hoạch chỉ đạo về công tác tuyên truyền bầu cử, chỉ đạo các chi đoàn, đoàn viên thanh niên sẽ hỗ trợ các đơn vị bầu cử vệ sinh, chuẩn bị trang trí khánh tiết ở các đơn vị bầu cử, và tuyên truyền vận động là đoàn viên thanh niên và ở trong chi đoàn, những cử tri trẻ tham gia bầu cử sẽ thực hiện bầu cử theo đúng luật định, và tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên ở trong chi đoàn cũng như là người thân, gia đình, làng xóm sẽ thực hiện bầu cử theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được hai đơn vị đoàn tuyên truyền triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú. Các đoàn viên thanh niên thành lập nhiều nhóm nhỏ, tuyên truyền lưu động bằng xe máy được gắn loa tuyên truyền lưu động, cờ phướn, khẩu hiệu tuyên truyền đến từng tuyến đường, con phố, cụm dân cư, chợ. Tại các tuyến đường lớn, đội hình tuyên truyền lưu động được hai đơn vị phối hợp gồm xe ô tô của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố được gắn loa tuyên truyền lưu động. Các xe gắn máy được gắn cờ phướn, khẩu hiệu tuyên truyền đi diễu hành qua các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, các nội dung văn bản quy định về tổ chức cuộc bầu cử. Với cách tuyên truyền này đã phần nào giúp người dân trên địa bàn hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó nâng cao ý thức của mình trong thực hiện quyền nghĩa vụ công dân. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên thanh niên công an tỉnh và thành đoàn đã chủ động, linh hoạt tổ chức ra quân tuyên truyền bầu cử, đồng thời cũng tuyên truyền đến người dân, nhất là nơi tập trung đông người như khu dân cư, chợ trung tâm, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, vận động toàn dân khai báo y tế, thực hiện tải và sử dụng phần mềm nCoV và Bluezone, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Chỉ trong buổi sáng ra quân, đoàn viên thanh niên đã tuyên truyền sát khuẩn tay và phát khẩu trang miễn phí cho hơn 300 người dân tại chợ trung tâm km 5 phường Đề Thám. Người dân tại đây đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Hôm nay đoàn thanh niên công an tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên phường Đề Thám là tổ chức ra quân phát hơn 300 khẩu trang cho người dân ở chợ trung tâm phường Đề Thám. Và qua cái việc phát khẩu trang và cũng đi trong quá trình phát khẩu trang thì là cũng đa phần là thấy người dân cũng có cái ý thức chấp hành tốt các việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Thì trong quá trình đi phát khẩu trang thì có phát móc khóa để ghi đường dây nóng của Bộ Y tế và đường dây nóng của Công an tỉnh trong việc hỗ trợ việc các tình huống có thể xảy ra trong đợt dịch COVID này. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Thành đoàn đã trực tiếp đến thăm và tặng quà các chiến sĩ đang trực tại các chốt chặn kiểm dịch COVID-19 tại quốc lộ 3 và khu cách ly ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng. Mỗi đơn vị 20 thùng mì tôm, 5 thùng nước, 50 chai nước sát khuẩn tay, 4 thùng quà gồm các nhu yếu phẩm. Các đoàn viên đã bày tỏ sự chia sẻ, động viên với những khó khăn vất vả, sự cố gắng của cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên không chỉ là những tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động, phục vụ bầu cử tại đơn vị, địa phương mà còn là một cử tri gương mẫu trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân một cách chính xác, công tâm, có vai trò quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thì ngày hôm nay Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Thành đoàn tổ chức các hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực, thành lập các cái tổ tuyên truyền lưu động
tiến hành diễu hành tại các khu dân cư, ngõ ngách để tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, cũng như là đồng thời là thăm tặng quà các chốt kiểm dịch tại khu cách ly cũng như là chốt kiểm dịch tại quốc lộ 3. Đồng thời đoàn thanh niên công an tỉnh phối hợp với thành đoàn tổ chức tặng quà tại chợ, khu vực chợ Kim Ngân Năm Đề Thám, phát khẩu trang cũng như là tặng phát tờ rơi tuyên truyền về căn cước công dân cũng như là tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và trao tặng cái móc khóa đường dây nóng y tế. Trong các hoạt động này thì đoàn thanh niên công an tỉnh cũng như là thành đoàn nhằm cái mục đích là tuyên truyền với người dân về cái, đặc biệt là đối tượng là đoàn viên thanh niên và người dân, để nâng cao cái nhận thức trong cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội sắp tới, đồng thời là nâng cao cảnh giác về COVID-19 trong cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội sắp tới. Riêng đối với các bạn đoàn viên thanh niên thì cần phải nêu cao cái tinh thần xung kích, tình nguyện và đặc biệt là cái tuyên truyền để hướng tới người dân, nhằm nhận thức rõ đối với người dân về cái tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng như là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách của những ứng cử viên bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được niêm yết ở tất cả các điểm bỏ phiếu để cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tuyên truyền của đoàn viên thanh niên sẽ là cách tốt nhất để những người dân nâng cao nhận thức, nắm rõ về luật để lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Chuyên mục Thanh niên tuần này xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.